Yeah, chanting the mantra is so 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 some time or malam jayadro. That some lu nan sim nan chayogro. Malam jayadro so sim nan malam jayogro. Nói đọc mà niệm cầu hồng hen đức Phật A Di Đà đó thì tất cả không phải là do tâm trong tâm đó. Thế nào chứ thập sinh là chia cái thế là thập thế là ngã trong nhà mình bắt phơi nhầm lên ngã nào lên nó phá xe thì không có rồi mà ngã nào lên nó consciousness transfer phơi nhầm lên thì không có rồi mà thập sinh chia cái nhầm lên là nói về muốn tu vào giờ bản thân có tiến bộ có cái pháp gọi là chuyển di tâm thức để mà chúng ta bản thân là có tiến độ thì nên cần thiết chế bài nó chốt xem cái chế của nó mà làm sao để thực hiện được quan trọng là phải có tâm phải do tâm 하긴가 저는 할 몸놈 자야 사삼로 땅에 들어 땅 걸어 와. 야, 이 phải quán về cái vị đó vì vì bổn tôn phải chú văn văn tư duy. 내가 사삼로 땅에 더 할 몸놈 자야 최는 매번 정아 주고 저는 가고 싶어요. 이 vẫn cứ đọc chú không mà không có nghĩ tới cái vị bổn tôn đó, cũng không có cầu nguyện, không có nghĩ tới cái gì không được. 저 외바메 몸놈 자야, 외바메 몸놈 자야, 외바메 삼로 땅에 외바메 몸. 스타스 장모님도 보고 그러고. 내가 가면 이제 이게 아니라 내가 đọc mà mình tụng phòng chân Bồ Đề A Di Đà, mình phải nghĩ về ngài, mình phải cầu nguyện về ngài, tất cả phải bỏ tâm trong đó nữa. Tiền số của người mà tiền số mà chỉ có trong những khắc quyền chứ. Nếu mà chỉ có tụng chú không mà không có tư duy, không có bỏ tâm để mà suy nghĩ, nghĩ tới Đức A Di Đà vân vân thì hoàn toàn không có được. Thế ra cũng là có cổ Phật, mà Phật của Thích Ca thì mới ra đây cách đây 2500 năm, nhưng mà trước kia em nghe có là cổ Phật với Đức Tỳ Lô Giá La thì cao hơn Đức Phật Thích Ca có đúng không? Sangye cho nên là nguyên là Sangye rồi là Asian rồi là Baruchana, Sangye sung rồi, sung. Sangye cho nên là nguyên là Sangye bổ sung rồi. Anh đi Baruchana, năm năm rồi. 三界三难，三界真正的三界三难，后话的，哈哈哈哈哈。托马的三界那三界几把了哇？我听他们讲，他们讲的，他们都讲的，对吧？他可以去三界，看这多，三界盲用看这多，三界数错多，这三路马当，我看这三界，我这三路当当。还有那八路的比丹，八路牛的八，八路牛比八，都空讲，没意思，听哪个成佛？ Ở một số nơi khi đưa ảnh người thân đã mất lên chùa, người ta mời hòa thượng đến và vị hòa thượng làm phép mở cửa ngục. Điều này trong Phật giáo có không à? Nếu có điều này sẽ có lợi ích gì? Người thân đã mất ở một số nơi khi đưa ảnh người thân đã mất lên chùa, người ta mời hòa thượng đến và vị hòa thượng này làm phép mở cửa ngục. Mở cửa ngục làm gì vậy con hiểu à? Ok. Ở một số nơi nào à? Trong Việt Nam mình khi đuổi người thân, khi đưa ảnh người thân đã mất lên chùa. Ở Việt Nam thì luật sư anh ấy mới thuận sân hết anh ấy thuận khen thể kiến thu qua chỉ trích những chiếc cụ bê sao cha ta xin đi theo xin thì chơi chế yếu này khi không số nằm đi thuận sân hết anh ấy thuận khen thể kiến
đi thứ ba cũng bên đó là sáng bữa này anh đi cô sống thì do anh đi muốn làm chập thì sẽ cái này cái gì sẽ là cô sống thì do bóng khen thì nhẹ hoa lễ giá thành thúc kỳ lễ đi ngôn này để về đi vô để về nắng chưa thì nắng là thì chạy theo đây vô để về Minyawal Jetsan Pet Yatin Shojo Chigda Ta Gushog Tasha Sanji Kaku Chigrita Susu Yabuma Jetche Nyawal Jetsasona Namsan Yatina Jorva The Kushog Tasha Sanji Kaku Ritadi Kushog the Yush Just leave the monks. Even Buddha is very difficult to bring that in. Sanji. Khi mà nói tới mà người thân mình á mà mất rồi mình đem lên chùa để hình rồi mời hòa thượng đến hòa thượng làm phép mở cửa để cứu người đó ra đó ngay cả đức phật mà không được nữa mà nó chi cho nó bị hòa thượng thôi đừng có nghĩ cái bị hòa thượng thế nên nhau là sinh chia liền mà đâu nếu vậy thì đâu còn ai nữa đâu sang chia cái thêm cái đồ xong mà bởi vì đức phật có thể kéo được hết rồi sang chia cái thêm mà thu ra liền rồi sang chia cái thêm mà thu ra liền rồi sang chia xong nếu mà đức phật kéo được hết thì dễ quá ta chế rằng thế chế chứ sang chế cái sim chế nhau anh này khát tu thiên thu cũng mấy rằng sim chế nhau anh là nhang cái rồi sang chế chúng đến để cái sim chế they cannot liberate the hell beings that's why they are suffering the hell beings are suffering vì đức phật không thể nào kéo được tất cả chúng sanh ra khỏi địa ngục nên bởi vì họ mới chỉ ra khổ không mục ta kế chứ chứ ta kế thằng kia là bà nói rồi số số tam thanh nhau là mai kia về ta sắp sửa chết phải kế chứ bồ rồi quan trọng là chúng ta đừng để chúng ta bị sanh vào khỏi địa ngục chúng ta phải thận trọng coi chừng đúng không? Thật sự là chịu được. Trong kinh báo hiếu hiện nay đang học tập ở miền Bắc chúng con ạ, thì có trích đoạn là khi mẹ của Mục Kiền Liên nằm ở chợ bị giam ở trong ngục thì cái nghiệp quả nặng hề đấy. Thế thì Mục Kiền Liên cùng với các Sa môn đó là tìm mọi cách là cùng hợp lực để hồi hướng công đức tụng kinh để cứu một Kiền Liên ra mẹ ra cùng tụng thì điều đó giải thích là thế nào ạ? Mong kiếp bố mà He asked many monks to gather to pray, so to prove our. Thì nếu mà mình tụng kinh hồi hướng nhiều thì người đó sẽ có được lợi ích là bớt cái sự đau khổ. Nếu mà nó mà kéo khỏi địa ngục thì rất là khó. Tiền trước mới làm gì giàu nên bết nhau là tiền thôi nó tập bết hơi lưu chân đến là được đó. Thế nên tăng ăn chút hơi lưu chỉ chỉ vào ra tuổi. Nếu mà ở trong địa ngục mà người ta tụng kinh người ta kéo ra được thì mình đâu cần phải cẩn thận khi mình cứ sống thành tàn cũng đi gục nó người kéo lên. Thế nên là, rồi nhau là chia sẻ từ mới lắm giờ là phèn cái đó và đúng hay chung rồi ya, nhà về thứ chỗ thùng rồi ya, phèn cái đấy. Bết có rồi tiền sẽ phải khóc người người mà sanh mà gọi đi gục mà mình tụng kinh á, thì cái thời gian mà họ bị giam gọi gục thì ngắn bớt đi, là nhưng mà họ cũng bớt đau khổ đi. Nhưng mà nói kéo ra thì không có. Thời gian ở trong gục bớt ngắn bớt đi. Vậy là con đọc tử tu di tạng ạ. Thì khi người có ác nghiệp, nếu như được các cái vị lạt ma hoặc một số các vị thầy trong cái lúc hấp hối đấy mà dùng các cái cỡ dẫn dụ thì cái người đó sẽ không bị đọa địa ngục, sẽ đi được đến cái cõi tốt hơn ạ. Hoặc là có các vị tăng ni đứng ở bên cạnh hộ niệm thì cái người đó cũng sẽ được đi về những cõi cao hơn. Vậy thì người đó sẽ như thế nào? So the person in the book of death, said that if the person is nearby, chewing gum, people they have monkeys or any kind of friends, so they can help that person go to Ho Chi Minh.
or go to the fire. That can guarantee Omar ka yore. Thế rồi nó ta san chỉ xem chỉ sáng mà tạo sinh kia rồi. Nếu mà như vậy thì Phật ở đây mọi người nên có trình độ hết rồi. San chỉ xem chỉ sáng mà tạo sinh kia mà tôi ta nhau là mong kia rồi. Tại sao nếu như vậy tại sao lại có nhiều người nếu mà đã đem được về có trình độ hết thì tại sao lại có nhiều người sanh có địa ngục? San chỉ khởi tuy nên xem chỉ cái thuận ta chẳng cho sáng mà tăng kia rồi. Đức Phật lúc nào cũng vì mục đích của chúng sanh, cũng suy nghĩ về mục đích của người, vì mục đích của người khác cả. San chỉ cái nghĩ cho rằng tạo sinh kia của chúng sung mình đâu à? Cho rằng giải quyết chỉ cho rằng giải quyết chỉ chẳng cho sung đâu. San chỉ chưa. Phật không có nói là tôi sẽ đưa tất các bạn mình có trình độ đâu. Đức Phật chỉ nói các bạn phải noi theo con đường của tôi chỉ là tu hành. Thành thế chứ, nếu vậy nó san chỉ cái chuyện hơi lớn trên đây nghe tạo sinh kia nghe sung rồi, thế sung mình đâu. Nếu mà nghĩ như vậy thì Đức Phật nói thôi, quý vị cứ thông thả đi. Tôi cũng sẽ đem các bạn có trình độ hết. 在三界有缺让养活去缺让养活去说的修行修呢那你说那就是把这个高阳修行高阳修行是吧就是三界的修行能打开的他速速去别去你说法你来你他都干净的努力不行的呀呀都去他只不过他三界的去想了是吧就是修的这个不得了啊对吧对吧就是修的这个不得了啊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 对
ta sanyi jel che jan ta yo ma le va chal ta chival ta des tur ma ta sanyi jema che tari gonda ya lo chung a zo kun zu nim do yo ro yu du zu yo ro va ti chan sen ba che u ki le ro ha sen ba ki le ta 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 yin la ta ro va tari ta yin is la ta ta chival ha sha ti sanyi che yin is la ta ro va mai chấm dứt ở đây thì mai tiếp tục ai có câu hỏi nhớ mai nhớ hỏi Será que eu maré? Tere quando aí ele eu sei. Não, não, não. Ah, quý vị tặng lễ ngày ba lời trước khi đi về. Oh yeah, thuốc chia sẻ được khách sạn. Come on, về. Come on. Jemai, Jemai sẽ hang up lại đúng không? Hang up lại. Hang up lại. Thắc cái răng này rồi về. Thank you.